Là Hello Elsa là phim hoạt hình. Ở đây chúng ta chọn con người. Ok, 3-1 đúng không? Trên xin phép biểu quyết, nếu như mà có trên nữa, ban giám khảo đồng ý là bạn. Dạ xin mời ban giám khảo, chúng ta sẽ cùng chọn ra một thí sinh mà mọi người biểu quyết đi nhé. Bây giờ mình có 5 thí sinh, không biết là mọi người nói tên ai ạ? Một công chúa Elsa. Là Hello Elsa là phim hoạt hình. Ở đây chúng ta không chọn nhân vật phim hoạt hình. Ở đây chúng ta chọn con người. Elsa là nhân vật phim hoạt hình. Thu Hiền vote 1. Thu Hiền. Thu Hiền. Vote 2, vote 3, 3 vote. Thì lại tôi nghĩ đến trường hợp khác. Đó chính là cô điều dưỡng. À, là bạn Thủy à? Là bạn Thủy. Em cũng thích bạn Thủy. Thủy xuất hiện rất là ấn tượng, Thủy rất đẹp. Tháo Niền còn đẹp hơn, chưa kể rằng là nếu mà cái dự định là cái món quà về sự nghiệp các bác mà dành cho Thủy thì Thủy sẽ còn có nhiều cơ hội nữa. Yeah. Nhưng Thủy vẫn có vết thương tâm lý. Thủy vẫn có vết thương tâm lý. Giá như Thủy không khoe ra vết thương tâm lý đó, nhưng mà cái người mà đoạt giải quán quân phải là người đã hoàn toàn được giải phóng khỏi vết thương tâm lý qua cái qua vết sẹo ngoại hình có thể có, nhưng vết sẹo tâm lý không có thể có. Ok, 3-1 đúng không? 3-1 Chị Annie, bây giờ chị Thủy hay là Thu Hiền, nãy giờ hai cái tên nó được nhắc đến nhiều nhất ạ? Thu Hiền. Thu Hiền vote xong. Dạ. Giờ mình sẽ cùng vote nhé. Ai chọn Thủy ạ? Cảm ơn tình cảm của bác sĩ Richard. Hợp thì một phiếu ạ. Hợp là trái tim của chị đó, nhưng mà để thật sự chị nghĩ như thế này nhá. Hợp sẽ làm được những điều rất tuyệt vời, nhưng Hợp không phải là một tác nhân có ảnh hưởng xã hội tốt được như là Phần Quang thì sao ạ? Quang là cây cao bóng cả của gia đình. Nhưng ảnh hưởng xã hội của bạn sẽ không đủ mạnh. Ở đây chúng ta nói thẳng ra một cái yếu tố chúng ta cần phải quan tâm đến quan niệm của xã hội, và quan tâm đến quyền lợi của nhà tổ chức, và quan tâm đến khía cạnh là mức độ tỷ lệ phần trăm thành công của thủ thuật của các bác sĩ gia. Không, ước mơ về, của bạn. Về nhá, về ước mơ, về cuộc sống. Và cái cuối cùng là hình ảnh, tại vì cô ấy như là một đại sứ. Thì cái hình ảnh của đại sứ thì ở đây cái độ cân đối của khuôn mặt, cái độ khỏe mạnh của làn da, và cách của biểu cảm và cách của phát ngôn thì hoàn toàn đầy đủ các yếu tố để làm nên một đại sứ tốt. Vậy cũng là Hiền, mà Thanh Hiền thì sao ạ? Thanh Hiền thì Thanh Hiền hả? Thanh Hiền là người không gặt hái được nhiều về về hiệu quả của tiếc cái là cái bài thuyết trình của bạn ấy chúng ta muốn nhìn thấy một nhìn của tôi thì tôi đánh giá hai bài thuyết trình hay nhất mà phải đưa lên bàn cân, đó là bài thuyết trình của bạn Thủy và của Thu Hiền. Trên xin phép biểu quyết, Trinh 3 phiếu, bác sĩ Richard và bác sĩ Annie. Welcome to the house. Okay. Yes. Yes. Liệu cái tên nào sẽ trở thành quán quân hành trình lột xác mùa năm? Mọi người cùng dự đoán nhé. Nhấn đăng ký kênh để đón xem những màn lột xác ngoạn mục nhất từ chúng tôi.